Rồi, bây giờ hình ngôi sao và hình này. Thì bây giờ chúng ta vẽ hình này trước nha. Thì hình này chúng ta dùng công cụ pen tool nè. Pen tool nè, chúng ta sẽ nhấp vô đây vẽ trước nè. Chỗ nào mà chúng ta thấy nó thẳng á thì chúng ta vẽ trước cho nó dễ nè, số 1 nè, số 2 nè. Ha. Sau đây thì mình vẽ cong cho nó nè. Đó, cong cho nó như vậy ha. Rồi sau đó nhấn phím Alt, nhấn phím Alt kích vô cái điểm này nè. Chúng ta thấy là trước khi kích á nó có một cái tiếp tuyến nhẹ ở đây. Tiếp tuyến nhẹ ở đây nè. Ha, sau đó nhấn Alt click vô đây để nó thu hồi cái tiếp tuyến này lại. Sau đó chúng ta vẽ ở đây thì nó dễ hơn. Đó, nó bắt nó cong đều hơn, đẹp hơn. Đó. Sau đó, tương tự như vậy, khi vẽ xong á nó có một chút tuyến ở đây nó lỗ ra nè. Chúng ta nhấn Alt kích vào đây để thu hồi cái tuyến lại. Đó, sau đó chúng ta vẽ ở đây thì nó dễ hơn. Đó, như vậy. Thì tương tự sau khi vẽ xong á nó có một chút tuyến dài bên đây nè. Nhấn Alt thu hồi lại. Đó, rồi mà vẽ thu hồi tuyến bên đây nè. Sau đó ta vẽ xuống đây, vẽ cong tiếp. Rồi những Alt kích vào đây tiếp. Ha, xong rồi tới đây. Rồi như vậy là xong. Đó, sau khi vẽ xong rồi chúng ta cũng nhấp vào đây. Nhấp vào tay sang bên phải, nó qua bên đây, tông màu đỏ. Không viền. Ha. Rồi, hình ngôi sao năm cánh này. Chúng ta vẽ hình ngôi sao là star này. Vẽ ra. Ha. Những ship á, cho nó hình từ tâm ra đây nè. Đó, rồi mình phát triển kích thước ra. Tô màu đỏ vô. Nha. Không không màu. Rồi, nhắm tay sang bên trái. Đó. Rồi đó, chúng ta có hình như thế này. Rồi, xin mời Đức mình hoàn thiện cho thầy cái chỗ hai cái hình vẽ nữa là xong ha. Khoảng 5 phút là xong.